Chị Kim Trang ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh là một hành khách thường xuyên đi lại tuyến thành phố Hồ Chí Minh Rạch Giá. Chị cho rằng việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe là không cần thiết. Mình thấy chắc không cần đâu. Cái này nằm đây thì cũng ấy rồi, thắt chi khó chịu quá, đó giờ đi xe này đâu có cần dây an toàn chi. Mặc dù đã được các lái xe và tiếp viên của nhà xe nhắc nhở, thế nhưng hành khách thì không mấy quan tâm đến thắt dây an toàn. Theo các bác tài xế, việc nhắc nhở là trách nhiệm của người lái xe, còn việc hành khách có nghiêm túc thực hiện hay không thì không thể kiểm soát được. Xe thì nhắc liên tục, nhưng mà có những khách ta thắt quá cái bụng ta chịu không nổi đó, người ta kêu nói lỏng ra, người ta cũng không có thận theo mình, khách khó chịu hay phản đó. Thắt dây an toàn của khách là nó rất bất tiện. Cái thứ nhất, khi họ không biết dây an toàn là gì. Cái thứ hai, khi tư vấn cho họ rồi, chỉ họ rồi, họ nói bây giờ tôi thắt vô trong vòng 5 phút, 3 phút tôi bỏ ra. Đó, tất cả trên xe là 40 giường thì toàn bộ ai cũng thắt, cuối cùng ai cũng tháo ra hết. Và khi tất cả bức ảnh mà đột xuất, kiểm tra đột xuất thì bắt buộc lên phải gặp. Mà khi phạt cái gì á là tài xế chịu không nổi. Theo quy định, đối với những trường hợp tài xế không thắt dây an toàn thì sẽ bị xử phạt khoảng 150.000 đồng cho một lần vi phạm. Nếu tài xế để cho người khách ngồi trên xe mình mà không thắt dây an toàn, thì tài xế bị xử phạt thêm 150.000 đồng nữa cho mỗi một hành khách. Còn đối với những hành khách ngồi trên xe, nếu không chấp hành thắt dây an toàn, cũng sẽ bị lập thêm biên bản xử phạt từ 100 đến 200.000 đồng cho một hành khách. Ở lực lượng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thì những người hành khách ngồi ở phía sau, khi mà phát hiện lực lượng giao thông sẽ chống chế, vì khi xử phạt cái hành vi này thì phải có chứng minh chứng cứ và phải có camera. Quan trọng là ý thức của người dân. Tại vì vừa rồi chúng ta thấy có nhiều cái vụ tai nạn giao thông, đúng ra là những cái người đó không chết, nhưng mà do chúng ta thiếu cái suy nghĩ trách nhiệm là trong vấn đề thắt dây an toàn. Do đó khi tai nạn mà nó lọt đèo, hoặc là khi nó có va chạm và chạy với cái tốc độ cao đó, thường là xe nó lăn nhiều vòng. Và khi nó lăn nhiều vòng thì cái người hành khách ngồi trên xe giống như một cái quả bóng, nó quay ở trong xe, mà xe nó lăn như thế thì nó dẫn đến cái đa chấn thương và dẫn đến cái tử vong. Tác dụng của việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng làm thế nào để hành khách hiểu và chấp hành không phải là chuyện dễ. Và có lẽ bên cạnh việc cần có chế tài đủ mạnh thì việc tuyên truyền nhận thức cho người dân vẫn là điều cần thiết.